một bác sĩ tài năng mà lại đi cấu kết với phạm nhân trong tù thì sẽ như thế nào? Na Ji Ye từng là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất Hàn Quốc, nhưng nay anh lại được một bà trùm tên Oh Chung thuê đến để tìm cách đưa mình ra tù. Bởi vì ở Hàn Quốc, khi phạm nhân bị mắc căn bệnh nặng và đang ở bờ vực của cái chết thì họ sẽ được đình chỉ thi hành án và ra tù sớm. Tuy nhiên, vẫn phải thông qua bài kiểm tra của công tố viên để xác nhận xem nạn nhân có thực sự bị bệnh hay không. Vì thế, Na Ji Ye đã lên một kế hoạch rất kỹ lưỡng. Anh biết các căn bệnh thông thường sẽ không thể qua mắt được công tố viên, nên nam chính đã làm giả một căn bệnh di truyền cho bà trùm, đó là hội chứng thiếu máu Fanconi. Đây là loại bệnh di truyền hiếm gặp. Người mắc căn bệnh này thường sẽ bị tim bẩm sinh và có thể sẽ dẫn đến ngưng tim. Trùng hợp chị gái cô cũng chết vì căn bệnh tim bẩm sinh, nên Na Ji có thể làm giả căn bệnh này cho Oh Chung. Đồng thời, cô cũng phải tự hành hạ bản thân để sinh ra các triệu chứng. Mỗi ngày chỉ được phép ngủ 2 tiếng và ngừng uống các loại thuốc bổ và thường xuyên bỏ bữa ăn để làm tăng cơ tim. Sau đó cắt bỏ những mảnh vải trên áo rồi đi phơi nắng để tạo ra những đốm nâu trên cơ thể. Cho đến khi có hiện tượng chảy máu cam thì coi như đã thành công. Tuy nhiên, để vượt qua được bài kiểm tra của công tố viên, Na Ji đã đưa thêm cho Oh Chung một loại thuốc có thể gây ngưng tim tạm thời. Đúng như dự đoán, công tố viên không định cho cô qua vì nghĩ lũ nhà giàu này chỉ đang cố làm giả bệnh để được hoãn thi hành án. Nhưng đến lúc bà trùm đột nhiên ngã xuống và tim ngừng đập thì họ mới chấp nhận đình chỉ thi hành án. Sau khi được thả tự do, cô đã vô cùng sung sướng. Mà lúc này trên TV đang truyền tin con trai thứ hai tập đoàn Tae Kang đã bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Oh Chung lúc này mới nhớ lại những gì nam chính nói: nếu anh giúp cô ra khỏi tù thì điều kiện là cô phải giúp anh làm giám đốc y tế của trại giam phía Tây Seoul, mà cái thằng công tử bột kia hôm nay cũng bị chuyển đến trại giam đó. Thì ra Na Ji đang nhắm đến tên thiếu gia Lee Won. Mọi chuyện phải kể về 3 năm trước, khi Na Ji còn đang là bác sĩ cấp cứu của bệnh viện Tae Kang. Anh luôn giúp đỡ và phẫu thuật miễn phí cho các nạn nhân nghèo khó. Nay có một đôi vợ chồng khuyết tật đang trên đường đến chỗ nam chính để phẫu thuật sinh con. Tuy nhiên, họ đã không may đụng độ phải tên thiếu gia Lee Won. Hắn ta tự nhiên dừng xe lại ở giữa đường khiến hai vợ chồng không đi qua được. Vì người vợ đang mang thai nên ông chú đã pít còi liên tục để xin nhường đường, nhưng tên Lee Won đó đã nổi khùng nổi điên rồi liên tục đập phá xe họ. Đến khi cô em gái la hét lên thì hắn mới dừng lại. Tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng Lee Won nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của ông chú thì hắn lại đuổi theo và không ngừng gây khó dễ. Mà chính lúc này có một chiếc xe đang lao tới chỗ họ. Lee Won và cô em gái may mắn tránh được, nhưng vợ chồng nhà ông chú lại bị tai nạn. Họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Mặc dù Na Ji đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được ông chú. Người vợ chứng kiến cảnh chồng mình ra đi thì đã vô cùng sốc. Cô hoảng loạn và đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ chẩn đoán rằng cô ấy đang bị phủ não. Na Ji lập tức đưa cô ấy đi cấp cứu và anh sẽ trực tiếp đến phẫu thuật. Trong khi làm phẫu thuật thì tên thiếu gia Lee Won lại đi vào kiếm chuyện. Hắn bắt nam chính phải chữa cho em gái mình trước, còn dọa nếu không nghe lời thì sẽ đuổi việc nam chính, vì cả cái bệnh viện này là của gia đình hắn. Cơ mà cô ta chỉ bị chảy xước nhẹ mà cũng bắt khám cái gì? Tôi đang làm dở ca phẫu thuật để cứu người đấy. Na Ji tức giận liền đuổi hắn ra ngoài rồi tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật. Tuy nhiên, cấp trên của nam chính đã đến và yêu cầu anh đến chữa trị cho cô em gái của tên Lee Won. Không còn cách nào khác, Na Ji phải tạm gác ca phẫu thuật này và đến đó xem thử. Anh xem qua thì cô ta chả bị sao cả. Tuy nhiên, tên Lee Won ép buộc Na Ji phải ở lại đây, nếu không anh sẽ mất việc. Nam chính chẳng thèm quan tâm mà quay trở lại phòng phẫu thuật. Nhưng trong khoảng thời gian Na Ji rời đi thì bệnh nhân đã có biểu hiện ngưng tim. Nam chính cố gắng dùng mọi phương pháp để cứu chữa nhưng đều vô dụng. Cô ấy đã ra đi mãi mãi. Điều cay đắng hơn là tên Lee Won đó đã khiếu nại anh vì tội gây sơ suất khi phẫu thuật khiến bệnh nhân phải chết. Bên cảnh sát cũng nhanh chóng bắt Na Ji để về thẩm vấn. Nam chính không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Chỉ vì tên Lee Won đó mà hai vợ chồng ông chú đã chết, anh quyết tâm phải báo mối thù này. Quay trở lại hiện tại, sau khi biết Lee Won được chuyển đến khu trại giam phía Tây, Na Ji đã đến đó và xin ứng tuyển vào vị trí giám đốc. Cơ mà vị giám đốc y tế cũ không vui vẻ cho lắm khi thấy nam chính xuất hiện. Lúc này chiếc xe chở các tù nhân bao gồm cả Lee Won đang trên đường tới trại giam thì đột nhiên có một chiếc xe tải tông ngang qua họ. Lee Won cố gắng bỏ ra khỏi xe thì nam chính lại bất ngờ xuất hiện. Anh cầm theo chiếc kìm sắt nhìn trông rất hổ báo cáo trồn, nhưng không phải để trả thù mà lại dùng nó cắt bỏ còng số 8 của hắn, rồi nhanh chóng lấy đồ nghề để khám sơ bộ. Chỉ cần mấy thao tác đơn giản mà Na Ji biết hắn đang bị tràn khí huyết quản, đồng thời xương sườn cũng bị gãy và đâm thẳng xuống phổi. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì 10 phút nữa anh ta sẽ chết. Na Ji ngay lập tức dùng kim tiêm đâm thật mạnh vào huyệt đạo, rồi dùng ống dẫn khí tràn phổi ra ngoài. Nhờ thế mà Lee Won tạm thời được cứu sống. Nam chính nhanh chóng đưa anh ta đến bệnh viện Haeun để cấp cứu. Sở dĩ anh làm như vậy là muốn bắt tên này phải ngồi tù mọt gông và khiến hắn phải chịu đau đớn từng ngày. Đó mới là cách trả thù thực sự. Lúc này mẹ của tên Lee Won, bà Mo cũng có mặt ở hiện trường và mang theo rất nhiều các bác sĩ đến để cấp cứu cho con trai mình. Hóa ra bà ta đã chuẩn bị mọi thứ để Lee Won đến bệnh viện Tae Kang để điều trị, đồng thời cũng làm giả bệnh để hoãn thi hành án cho hắn. Tuy nhiên, bà Mo đã bị nam chính hất tay trên. Anh đã chuyển Lee Won đến bệnh viện khác để phẫu thuật, nhưng để làm được điều đó thì Na Ji phải được sự cho phép của giám đốc y tế cũ. Vì Sun Min Sik chưa từ chức hẳn và vẫn có quyền ra lệnh cho nam chính không được phẫu thuật. Đồng thời anh Sun cũng thông đồng với bà Mo, rồi đưa các bác sĩ của bà ta đến chữa trị cho con trai. Nhưng khi họ đến thì vẫn thấy nam chính đang phẫu thuật cho Lee Won.
Hóa ra trước đó Na Ji đã gọi điện cho con trai cả của bà Mo là Lee Jun để xin phép được thực hiện ca phẫu thuật này vì nam chính biết Lee Jun không muốn em mình được hoãn thi hành án vì 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông của công ty và sẽ chọn ra ai là người kế nhiệm của tập đoàn Taecang. Nếu Lee Won được thả ra sẽ gây bất lợi cho anh ta nên Lee Jun đã đồng ý cho nam chính phẫu thuật để cậu em trai không được hoãn thi hành án. Khi biết chuyện thì bà Mo đã tức sôi cả máu, bà đã gọi Lee Jun đến để chất vấn. Hai người này đều có quyền lực lớn mạnh trong tập đoàn Taecang, họ đang tranh đua nhau để xem ai mới là người thừa kế. Vốn Lee Jun và Lee Won là hai anh em cùng cha khác mẹ nên Lee Jun đã lập kế hoạch để tống cậu em vào tù rồi âm mưu chiếm đoạt cả tài sản. Sau khi ca phẫu thuật đã suôn sẻ, Lee Jun hẹn gặp nam chính và giám đốc Sun đến. Anh ta rất hài lòng về Na Ji. Nam chính cũng ngỏ ý muốn Lee Jun cho mình lên chức giám đốc y tế ở trại giam, đổi lại anh sẽ giam giữ Lee Won ở trong tù. Thấy đôi bên cùng có lợi nên Lee Jun liền đồng ý. Điều đó cũng có nghĩa là anh Sun đây sẽ bị thay thế vì cái tội dám bắt tay với bà Mo phản bội Lee Jun. Giờ Sun Min đã coi nam chính là cái gai trong mắt, mà đã dính gai thì phải nhổ ra. Tuy nhiên Na Ji đâu phải người dễ bắt nạt. Ngày hôm sau anh ngang nhiên ngồi vào bàn làm việc của giám đốc y tế và trước cho các bệnh nhân ở trong tù. Sun Min biết được chuyện thì vô cùng tức giận. Anh ta yêu cầu nam chính phải rời khỏi phòng làm việc của mình và nói rằng tôi đây vẫn còn là giám đốc y tế của trại giam nên mời cậu hãy bướm lượn ngay và luôn. Lời nói đanh thép đó cũng chứng minh rằng cuộc chiến của hai người họ đã bắt đầu. Buổi tối hôm đó, mọi người đang tổ chức tiệc mừng Na Ji đến trại giam làm việc. Anh Sun không đến góp mặt vì anh không thích. Tuy nhiên nam chính đã gửi Sun Min một đống bằng chứng tham ô của anh ta trong trại giam. Sun Min cay cú hỏi nam chính muốn gì ở mình. Na Ji nói anh chỉ cần đến đây chúc mừng tôi sắp lên chức giám đốc y tế là được. Để đống tài liệu đó không bị lộ ra ngoài nên Sun Min đành phải miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên khi anh ta rời đi, đột nhiên có nam thanh niên lao ra chặn đường. Đó chính là bác sĩ Choi, một thuộc hạ thân tín của Sun Min. Hóa ra cậu ta mới là người kế nhiệm chức giám đốc y tế của anh Sun. Bác sĩ Choi nói rằng chính Na Ji đã sai người bắt giữ anh ta và lợi dụng điều đó để xin ứng cử chức giám đốc y tế mà không bị ai tranh giành. Hơn nữa Na Ji cũng là kẻ chủ mưu trong vụ tai nạn của Lee Won. Khi Sun Min biết được thì liền gọi cho nam chính và nói rằng tôi không đến dự tiệc được rồi, tôi phải về trại giam để tra khảo đồng phạm của cậu. Vì trước vụ tai nạn đó, Sun Min đã thấy nam chính và tù nhân đầu hói đi cùng nhau. Na Ji biết có chuyện chẳng lành nên đã lập tức quay trở về trại giam, còn Sun Min đã đến phòng y tế xin thuốc insulin, một loại thuốc gây sốc cho người bị tiểu đường. Sun Min nhanh chóng đến phòng giam của đầu hói và xích tay ông ấy lại. Anh ta đe dọa đầu hói phải khai ra chuyện nam chính là kẻ chủ mưu của vụ tai nạn tông xe lần trước. Nếu tòa án biết một vị giám đốc y tế tương lai mà lại đi hãm hại phạm nhân trong tù thì sẽ bị bắt giam ngay. Sun Min muốn lợi dụng điều đó để đánh bại nam chính. Tuy nhiên đầu hói vẫn cứng không thốt ra một câu, nên Sun Min đã tiêm cho ông ấy mấy liều insulin khiến đầu hói phải đau đớn. Nếu tiêm quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong. Vào phút nguy nan đầu hói không chịu được mà phải khai ra mọi chuyện, Sun Min đã ghi âm lại lời thoại để làm bằng chứng. Đến lúc Na Ji đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn, Sun Min đã lấy được lời khai và ung dung rời đi. Còn nam chính vội chạy đến cấp cứu cho đầu hói, rất may là ông ấy vẫn còn thở. Họ nhanh chóng đưa đầu hói đến bệnh viện. Lúc này cô đồng nghiệp Han So đã hẹn nam chính ra để nói chuyện. Cô biết anh đến làm việc ở trại giam này là để trả thù tên Lee Won. Nhưng giờ hắn đã bị bắt rồi nên Han So mong nam chính hãy dừng lại mọi chuyện. Ai ngờ Na Ji lại ngỏ ý muốn cô theo phe của mình. Vì anh biết sở dĩ Han So đến trại giam là để điều tra tung tích của cậu em trai. Trước đó em trai của Han So vì một sự cố mà phải ngồi tù, nhưng một thời gian sau cậu ấy đã đột nhiên mất tích, nên Han So đã xin vào đó làm việc để tìm kiếm em trai. Cơ mà sao Na Ji lại biết điều chuyện này nhỉ? Đó vẫn còn là dấu hỏi chấm. Sau khi nghe được những lời đó, Han So đã vô cùng bất ngờ, nhưng cô vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Còn nam chính đã quay lại trại giam để gặp Sun Min. Lúc này anh ta đang vô cùng đắc ý vì đã nắm giữ thứ có thể đánh bại Na Ji. Tuy nhiên nam chính lại chẳng hề run sợ, ngược lại còn buông lời thách thức. Hóa ra nam chính đã phát hiện trong nhiều năm qua tên Sun Min này đã lén mang bệnh nhân VIP đến bệnh viện Hyun để điều trị và hối lộ tiền chữa bệnh không bảo hiểm. Bệnh viện đó cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình anh ta. Họ còn cất giữ danh sách các nhà đầu VIP đã hối lộ của bệnh viện Hyun. Nếu danh sách đó bị gửi lên văn phòng công tố thì cả gia đình nhà anh ta coi như xong. Tuy nhiên nó lại đang nằm trong tay của nam chính. Sở dĩ trước đó cậu đưa tên Lee Won đến bệnh viện Hyun chỉ là cái cớ, mục đích là đến trộm danh sách nhà đầu tư ở trong két sắt. Sun Min không muốn chuyện bé xé ra to nên đã hẹn nam chính đến để trao đổi. Cơ mà chưa kịp nói chuyện thì Sun Min lại nhận được cuộc gọi từ bà Mo. Nó muốn gặp anh ta để bàn chút chuyện. Nếu có bà ta chống lưng thì xem chừng thế cờ này vẫn có thể lật kèo. Nên Sun Min đã vội chào tạm biệt nam chính để đến đó. Bà Mo muốn anh ta phải giúp con trai mình tạm hoãn thi hành án trước ngày đại hội cổ đông diễn ra. Vì thiếu Lee Won rất có thể tài sản sẽ rơi vào tay Lee Jun. Anh Sun cười nhẹ một cái và nói rằng chuyện này đơn giản như đan rổ. Tuy nhiên bà Mo lại rất e ngại với tình hình hiện tại. Bà thấy nam chính đang là trở ngại lớn nhất trong chiến dịch này. Nếu muốn thành công thì bắt buộc phải hạ Na Ji trước đã. Nhưng Sun Min tự tin rằng đã nắm thóp của nam chính. Anh ta cho bà Mo nghe lời khai của đầu hói và cả cảnh hai người gặp nhau trong trại giam. Từng đó đủ chứng minh rằng Na Ji chính là kẻ chủ mưu cho vụ tông xe tù nhân lần trước. Bà Mo rất hài lòng và muốn Sun Min giao lại bằng chứng đó cho mình. Tuy nhiên anh ta có thêm một yêu cầu. Đó là bà Mo phải giúp anh ta tìm lại danh sách các nhà đầu tư từ tay của nam chính. Vậy là hai bên hợp tác vui vẻ. Tuy nhiên trong lúc ra về, Sun Min lại nhận một cuộc gọi từ khách hàng VIP.
con trai của vị tài phiệt này đã nhờ Su Min hoãn thi hành án bằng việc giả bệnh. Tuy nhiên, cậu ta lại bị cảnh sát bắt về trại giam vì bệnh tình không hề nặng và người báo cảnh sát chính là Na Ji. Anh Sung Kai Ku liền đến chỗ nam chính để chất vấn và nói rằng sẽ gửi bằng chứng buộc tội Na Ji lên văn phòng công tố để điều tra. Cơ mà nam chính tự tin gáy rằng làm gì có bằng chứng nào. Su Min liền gọi cho bên bảo mô để xin lại đoạn video lần trước, nhưng họ lại phớt lờ và không thèm quan tâm. Lúc này anh Su mới phát hiện mình đã bị trêu đều. Hóa ra hai mẹ con nhà này đang muốn nắm giữ điểm yếu của người khác. Một khi họ có trong tay thông tin mật của đối thủ thì cuộc chơi này sẽ là của họ. Không những thế, bà Mo còn sai người đột nhập vào nhà nam chính để điều tra khi Na Ji phát hiện và định úp sỏ đông ta. Nhưng không ngờ người này chính là cấp trên cũ của anh. Qua cuộc nói chuyện của hai người họ, bà Mo phát hiện ra mục tiêu mà Na Ji đang nhắm tới không phải là Lee Wan mà chính là tên Su Min. Vì anh ta mới chính là kẻ khiến giấy phép nghề nghiệp của Na Ji bị thu hồi và làm cho nam chính phải khốn khổ trên cuộc đời này. Đó cũng là lý do vì sao mà nam chính lại muốn chiếm giữ vị trí giám đốc y tế đến như vậy. Khi biết được điều này, bà Mo đã nảy ra một ý định. Họ sẽ quay sang giúp đỡ Na Ji để anh báo thủ tên Su Min, đổi lại nam chính phải tạm hoãn lệnh thi hành án cho con trai bà. Còn về phía tên Sun, sau khi biết mình bị chơi khăm nên anh ta đã nhờ đến người nhà để giúp đỡ. Nhưng họ nói hãy mau đi tìm kiếm danh sách nhà đầu tư của bệnh viện Haeun chúng ta. Nếu cái đó bị lộ ra ngoài thì cả họ nhà tên Sun sẽ đi đời. Anh ta liền vội đến check lại camera an ninh và phát hiện ông đầu hói chỉ chụp có 3 trang đầu rồi gửi cho nam chính. Su Min cũng nhớ lại khi Na Ji cho mình xem danh sách nhà đầu tư, lúc anh ta lướt đến trang thứ 3 thì nam chính đã giật điện thoại rồi. Điều đó cũng có nghĩa là danh sách thực sự đang ở chỗ ông hói chứ không phải ở chỗ Na Ji. Nếu một tù nhân mà đang giữ đồ trong người thì khả năng tài liệu đó vẫn nằm ở trong trại giam. Su Min liền lập tức đến đó lục tung đồ của ông hói ra, tuy nhiên lại chẳng thấy tệp tài liệu nào cả. Nhưng nhân viên ở đó đã báo rằng ông ấy đã chuyển phát nhanh đến phòng làm việc của Na Ji. Tên Su nghe vậy liền phi như chấm tới đó. Cơ mà nam chính đã đến từ lâu rồi, nhưng buồn thay thứ anh nhận lại là một lá thư của đầu hói. Ông ấy nhắn rằng sẽ đưa tài liệu cho Na Ji nếu như anh tạm hoãn thi hành án cho ông. Không lâu sau, tên Sun đã có mặt, nhưng Na Ji lại giả vờ như mình đang nắm giữ danh sách trong tay, khiến anh ta phải tái xanh mắt mèo. Tuy nhiên, trong phút chốc tên Sun đã thay đổi sắc mặt, anh ta nghi ngờ thứ trong này không phải là danh sách nhà đầu tư. Nếu mà Na Ji mà có nó thì đã không phải ngồi nói chuyện vòng vo thế này. Thế bạn có dám cá với tôi không? Nam chính quyết định dở bộ tài liệu này ra cho đối phương xem. Cơ mà tên Sun sốt ruột quá nên đã tự mình xem cho lẹ. Nhưng không ngờ thứ đang đập vào mắt hắn lại chính là danh sách nhà đầu tư. Tên Sun lúc này đã câm như hến, không nói được lời nào. Nam chính định mang cái này lên văn phòng công tố, nhưng anh ta đã cầu xin Na Ji đừng làm vậy. Tên Sun sẽ làm mọi điều nam chính muốn và đồng thời cũng nhường lại chức giám đốc y tế cho anh, miễn là số tài liệu đó không lộ ra ngoài là được. Miếng mồi béo bở như vậy, tất nhiên nam chính sẽ đồng ý. Xong việc, anh cũng gọi cho Oh Chung để nói lời cảm ơn. Hóa ra chính cô là người đã giúp Na Ji làm giả danh sách nhà đầu tư. Vì đều là tên mượn nên Su Min không nghi ngờ gì. Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng đời đâu có như mơ. Trong lúc tên Sun bị nam chính điều đi khám sức khỏe cho các tù nhân, một thanh niên hổ báo cáo trồn đi đếm và đã bật mí một thông tin quan trọng cho anh ta biết. Rằng đầu hói không hề gửi tài liệu đó cho nam chính, mà ông ấy đã gửi nó cho con gái của mình. Tên Sun nghe thấy vậy liền 314 cẳng đi tới đó. Lúc này nam chính đang có mặt ở phòng bà Mô để trao đổi. Được biết con gái của đầu hói đang nằm ở bệnh viện Tê Cang này. Cô bé đó đang mắc bệnh u não tế bào. Bà Mô đã hứa sẽ chăm sóc cho cô bé đến khi gặp được bố mình. Đổi lại Na Ji phải hoãn thi hành án cho Lee Wan vì muốn giúp ông ấy được gặp con gái lần cuối nên nam chính đã đồng ý. Tuy nhiên trong lúc ra về thì Na Ji đã bắt gặp con gái của ông hói đã được đưa đi cấp cứu. Anh vội chạy đến phòng bệnh thì phát hiện chiếc điện thoại của cô bé rơi dưới sàn. Khi kiểm tra cuộc gọi gần nhất thì lại là số của tên Sun, thì ra hắn đã liên lạc với bên công tố bắt ông hói về trại giam vì tội trốn tù. Cho chén hơn là tên Sun còn gọi video để cho con gái ông chứng kiến cảnh này. Cô bé vì quá sốc nên mới ngất xỉu như vậy. Quá tức giận vì những việc làm của hắn nên nam chính đã đi tìm tên Sun để chất vấn. Hắn không hề cảm thấy có lỗi, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ như một đứa trẻ. Tên Sun nói anh không bao giờ có thể thắng được hắn vì đằng sau tên Sun có cả một thế lực lớn mạnh, còn nam chính thì chỉ đơn phương độc mã, mãnh hổ có mạnh cỡ nào cũng không thể đấu lại được đàn sói. Nói xong rồi hắn vênh váo phủ đít rời đi. Vào lúc Na Ji đang về thì đột nhiên có người báo tin ông đầu hói đang trở bệnh nặng cần được điều trị ngay. Nam chính lập tức quay xe về trại giam, tuy nhiên lúc anh đi đến nơi thì đã phát hiện ra điều bất thường. Tất cả cổng ra vào đã bị khóa chặt, một nhóm tù nhân cầm đầu là tên hổ báo cáo trồn đang ngồi chờ anh. Chúng giơ con dao lên thách thức nam chính. Na Ji biết điều chẳng lành nên đã 314 cẳng chạy trốn. Bọn chúng tính chặn hai đầu để húp sọt, nhưng anh nhanh chóng cho đám nhãi con này biết thế nào là lễ hội. Bằng sự nhanh nhẹn và mưu tính của mình, Na Ji đã tạm thời cắt đuôi được chúng. Tuy nhiên chưa đi được bao xa, anh đã bị đàn em của đầu hói bắt giữ lại. Hóa ra ông ấy đã nhận lệnh từ tên Sun để trừ khử nam chính, đổi lại hắn sẽ hoãn thi hành án cho đầu hói để ông được gặp con gái. Cơ mà tên Sun này nào có tốt bụng như vậy, thực chất hắn muốn lợi dụng đầu hói để sát hại nam chính, rồi sau đó sẽ quay camera lại buộc tội ông giết người. Như vậy là hắn có thể trừ khử cả hai người cùng một lúc.
Nazi sớm biết tên đều cắn đó sẽ lập mặt nên đã khuyên ông Hói hãy theo phe mình và anh sẽ giúp ông ra tù ngay tối nay. Thế cậu định đưa tôi ra bằng cách nào? Nazi tính đâm một phát vào rốn phải của đầu Hói, động mạch sẽ phun máu ra nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Rồi tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện Tê Cang và ông sẽ gặp con gái ở đó. Trong lúc tên Sun đang hớn hở vì sắp quay được cảnh họ đâm chém nhau, nhưng vào đúng lúc này toàn bộ điện trong trại đã sập nguồn. Tên Sun vội vàng chạy đến hiện trường thì đã quá muộn. Họ đã thành công giàn dựng cuộc ẩu đả và không một ai biết. Và đầu Hói cũng được đưa đến bệnh viện chữa trị. Nam chính cũng lên kế hoạch để giúp ông được hoãn thi hành án. Cơ mà tên Sun nào có chịu để yên, hắn đếm và chẩn đoán rằng bệnh nhân sẽ sớm hồi phục nên ngày mai có thể quay lại trại giam được rồi. Còn Nazi cho rằng ông ấy đang bị ung thư đường mật giai đoạn 3 nên cơ thể vẫn còn yếu, cần được ở đây để điều trị. Tuy nhiên, người quyết định cho ông ấy xuất viện hay không lại phụ thuộc vào bác sĩ phụ trách. Và bác sĩ phụ trách cho ông Hói lại chính là thuộc hạ của tên Sun. Chúng đã làm đơn xuất viện cho bệnh nhân vào ngày mai. Điều đó đã làm cho ông Hói tức sôi máu. Tôi chỉ muốn gặp con gái mình thôi mà cũng khó đến thế sao? Nam chính đành phải lên kế hoạch tác chiến khác. Hôm nay trại giam lại đón thêm các thành viên mới, trong đó có một tên tội phạm biến thái thích hành xác phụ nữ và tên đó đang làm mục tiêu của Nazi. Anh đến phỏng vấn hắn và đưa ra đề nghị sẽ hoãn thi hành án cho hắn. Cơ mà vừa dứt lời xong thì nam chính lại đột nhiên đứng dậy đạp cho tên đó một phát, rồi liên tục táng tới tấp vào tóc xù, làm hắn lú như con cú. Nam chính nói phải cho cậu ta ăn đòn và tóc xù cũng phải tự hành hạ bản thân mình, như thế mới có thể làm giả được bệnh rối loạn lưỡng cực. Tóc xù a cây con chim sẻ định lao vào tấn công nam chính nhưng đã bị quản ngục ngăn lại. Tuy nhiên sau khi được thông não thì tóc xù lại muốn nam chính sẽ là người hoãn thi hành án cho mình. Nhìn thế thôi, chắc thanh niên này là con trai của chủ tịch công ty thép và cũng là một cổ đông lớn ở tập đoàn Tê Cang. Nếu giúp tóc xù được hoãn thi hành án thì tên Sun có thể được nương tựa vào vị đại gia đó, nên hắn đã tìm đến nam chính và hỏi anh liệu cậu có chắc chắn hoãn được thi hành án cho tóc xù không. Chuyện này đối với Nazi thì không thành vấn đề, nhưng điều kiện là tên Sun phải để ông Hói ở lại bệnh viện và cho hai cha con họ được gặp nhau. Thế là cặp đôi song sát lại đồng ý hợp tác lần nữa. Tối nay Gan So có buổi trị liệu tâm lý cho một bệnh nhân, không ngờ người đó lại là Lee Chun. Nhìn mặt anh ta rất mưu mô, không biết là bị bệnh thật hay là giả vờ để tiếp cận Han So. Còn Nazi và tên Sun đang đi gặp chủ tịch thép để bàn về chuyện hoãn thi hành án cho con trai ông ta. Nam chính đã tìm ra cách để làm giả bệnh cho tóc xù. Nhưng sau khi xong việc thì ông phải giúp tôi một việc, chuyện đó không thành vấn đề. Sau khi ra về, Nazi đã liên lạc với bà Mo và muốn bà ấy cấp cho mình giấy chẩn đoán của bệnh nhân tóc xù. Anh còn xin phép chỉ định tên bác sĩ ký giấy chẩn đoán nữa. Bà Mo cũng vui vẻ đồng ý. Giấy chẩn đoán bệnh của tóc xù đã có và tên Sun sẽ nộp cái này để tạm hoãn thi hành án cho tóc xù. Cơ mà hắn ta lại muốn để Nazi là người chịu trách nhiệm. Nam chính nghĩ chuyện này sẽ thành công nên nói sao cũng được. Sau khi Nazi rời đi, hắn lại nở một nụ cười nham hiểm. Chắc hắn là có âm mưu gì đó. Còn bên công tố khi nhận được đơn hoãn thi hành án thì họ lại phát hiện có một điểm rất lạ. Bác sĩ phụ trách cho tên tóc xù và cả cô Ozum lần trước đều là Nazi. Công tố Dung nghi ngờ nam chính đã giả bệnh cho lũ nhà giàu để họ được hoãn thi hành án, nên anh đã quyết định điều tra lại mấy vụ này. Công tố Dung đã đến chỗ của Ozum để hỏi thăm sức khỏe. Anh không ngờ cô mới được ra tù có hơn tuần mà lại trẻ trung hẳn ra. Nghe được những lời đá đểu đó khiến cô O cảm thấy buồn nôn. Công tố Dung khẳng định sẽ điều tra vụ giả bệnh này để tống cô vào tù thêm lần nữa. Lúc này xe chở tóc xù đã đến. Anh ta phải trải qua nhiều lần khám để bác sĩ chẩn đoán xem tóc xù có bị bệnh rối loạn lưỡng cực thật không. Sau đó lệnh hoãn thi hành án mới được thông qua. Không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà Nazi đã biến tóc xù thân tản ma dại đến vậy. Han So không hiểu tại sao nam chính lại giúp tên biến thái đó hoãn thi hành án. Một bệnh nhân của cô đã bị tóc xù hãm hại thê thảm, mà Han So cũng nằm trong danh sách các bác sĩ chẩn đoán bệnh lần này và cô sẽ không để tên biến thái đó được ra tù. Tóc xù hầu như đã vượt qua gần hết các bài kiểm tra của bác sĩ. Liệu cuối cùng là sẽ kiểm tra bằng cách chụp MRI. Mỗi lần chụp sẽ phải tiêm 12ml gadolinium. Tuy nhiên khi mới tiêm loại thuốc đó thì anh ta lại lên cơn co giật. Hóa ra trước đó nam chính đã tiêm thuốc cản quang cho tóc xù. Nếu được tiêm thêm 12ml gadolinium nữa thì cơ thể sẽ bị sốc. Nhờ thế mà tóc xù đã qua mặt được bác sĩ. Họ chẩn đoán rằng anh ta đã bị bệnh rối loạn lưỡng cực. Vì thế mà lệnh hoãn thi hành án cũng được thông qua. Khi biết tin, tên Sun đã vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ nam chính lại có thể nghĩ ra được kế sách này. Nhưng Sun đây đâu có để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Anh ta đã lệnh cho thuộc hạ đi gặp nạn nhân bị tên tóc xù hãm hại và bốc phét rằng chính Han So đã tiếp tay giúp cho tên tóc xù được hoãn thi hành án. Cô nạn nhân liền tìm tới Han So để chất vấn vì tên biến thái đã hại tôi ra nông nỗi này. Nếu hắn được ra tù thì tôi còn sống trong đời này làm gì nữa. Thấy cô khóc lóc trong đau khổ đã khiến Han So nhói lòng. Cô quyết định sẽ kiểm tra tên tóc xù lần nữa. Sau khi biết tin, công tố đã phối hợp với bác sĩ để tiến hành khám nghiệm lại bệnh án. Nazi đã vội vàng chạy đến đó. Lần này nam chính chưa kịp tiêm chất cản quang cho tóc xù. Nếu kiểm tra lại chắc chắn sẽ bị lộ. Tóc xù biết Han So đang cản trở mình ra tù nên hắn đã cướp lấy cây bút và đâm vào cổ của cô ấy. Động mạch bị vỡ khiến máu phun mạnh ra. Nazi cố gắng cầm máu và đưa cô đi cấp cứu. Anh hối hận vì tại mình mà đã làm người thương bị tổn hại. Lúc này cô nạn nhân đi đến và cảm thấy vô cùng áy náy. Cô nói với Nazi rằng hôm qua có một bác sĩ đến bảo với cô là Han So đã tiếp tay với nam chính để tha tóc xù. Khi Nazi hỏi đó là ai thì nạn nhân chỉ ra đằng sau.
anh liền đuổi theo. Dù không bắt được nhưng Nazi biết hắn là thuộc hạ của tên Sun, Nazi lập tức đến chốt tên Sun để giàn mặt. Đừng có mà vội đắc ý, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là chiến thắng thực sự. Tuy nhiên tên Sun lại giở cái bản mặt vô cùng tự tin, vì lệnh hoãn thi hành án mà Nam Chính ký sử dụng là giấy chẩn đoán giả và hắn đã báo cho bên công tố điều tra vụ này. Nếu họ biết Nazi làm giả bệnh để đưa tù nhân ra ngoài thì rất có thể anh sẽ bị ngồi tù. Mọi việc có vẻ đang trở nên căng thẳng, nhưng dù bị rơi vào hoàn cảnh nào thì anh vẫn phải giữ cái đầu lạnh. Trong lúc ra về, Nam Chính nhìn thấy một chiếc xe chở tù nhân đến. Nazi nhớ về quá khứ 3 năm trước khi anh bị hãm hại và dính án tù 3 tháng. Cùng lúc đó, cậu em trai của Hanso tên Habit cũng bị đưa đến đây nhờ vào tài năng y thuật của Nam Chính mà trong suốt tháng qua các bệnh nhân trong tù đều được chăm sóc tốt. Hồi đó anh và Habit ở chung phòng giam với nhau. Habit biết Nazi là đồng nghiệp cũ của chị gái mình nên hai người đã kết bạn với nhau. Cơ mà không lâu sau Habit lại bị chuyển đến phòng giam khác. Khi Nam Chính gặp lại cậu ta thì đã thấy Habit lên cơn co giật và tên Sun chính là người đưa Habit đi. Rồi sau đó cậu ấy đột nhiên mất tích, đến giờ vẫn chưa ai tìm ra nguyên nhân vụ việc đó. Lời nói cuối cùng mà Habit nhắn cho Nazi là anh hãy đến gặp nghị sĩ Sun thì anh sẽ biết mọi chuyện. Trở lại hiện tại, Nam Chính đã đến bệnh viện để thăm sức khỏe của Hanso. Anh nói cô hãy nghỉ ngơi đi, chuyện của em trai cô cứ để tôi giải quyết hộ. Trong lúc Nazi rời đi thì chủ tịch thép đã đến vả cho anh một phát. Ông ta vô cùng tức giận vì Nam Chính đã hành hạ thể xác tóc xù đến như vậy. Đã thế lệnh hoãn thi hành án cũng bị gỡ bỏ. Nhưng Nazi khẳng định việc này không phải lỗi tại anh mà là tên Sun đã âm mưu phản bội chúng ta. Bà Mo cũng xác nhận điều này là đúng. Vậy là từ giờ bọn họ đều có chung một kẻ thù. Còn tên Sun hắn đang ngồi bàn chuyện với Lê Chun. Hắn nói Nam Chính đã theo phe bà Mo để giúp bà ta chiếm đoạt quyền thừa kế của tập đoàn Tê Cang bằng cách đưa Lee Wan ra khỏi tù nhờ lệnh hoãn thi hành án. Tên Sun đề nghị sẽ giúp Lee Chun giam giữ em trai trước khi cuộc họp cổ đông kết thúc. Đổi lại anh ta phải cho hắn lên làm trưởng khu VIP ở bệnh viện Tê Cang. Dù mũi đánh nhau châu bò cũng phải chết. Lee Chun đồng ý với tên Sun để làm ngư ông đắc lợi. Lúc này Ô Chung đang say giấc nồng thì đột nhiên Nam Chính kéo một đống người tới. Quỷ sứ làm người ta giật hết cả mình. Nazi nói chúng ta phải lên kế hoạch để bắt giữ tên Sun. Anh cũng đã có cách để tìm bằng chứng buộc tội hắn. Tên Sun đã ăn trọn tiền thuốc men trong trại giam suốt 20 năm nay. Hắn dùng ngân quỹ do chính phủ cấp để mua loại thuốc giả cho bệnh nhân. Còn chi phí còn lại hắn đã đút túi hết. Nhưng trước tiên phải tìm địa điểm nơi tên Sun đánh cháo thuốc giả. Cơ mà đang bàn chuyện thì đột nhiên công tố Dung lao vào. Anh ta đến đây và bắt Nazi và cô Ô Dung về thẩm vấn và điều tra lại vụ làm giả bệnh để được hoãn thi hành án. Khi công tố Dung chuẩn bị rời đi đã thấy tẩm bên cạnh. Anh lật ra xem thì trên này toàn viết hành vi tham nhũng của tên Sun. Tuy nhiên đây không phải việc của anh nên anh cũng không quan tâm lắm. Còn hai người còn lại đã may mắn thoát được. Còn Nazi đang bị công tố Dung trực tiếp thẩm vấn. Họ nghi ngờ anh là kẻ chủ mưu của vụ hoãn thi hành án cho Ô Dung và tóc xù. Việc giúp những kẻ phạm tội ra tù là trái pháp luật, cậu có hiểu không? Tuy nhiên Nazi nói rằng họ bị bệnh thật mới được hoãn thi hành án đấy chứ. Tuy nhiên công tố Dung đã lường trước được việc này nên anh đã mời Hanso đến để làm nhân chứng. Cô chính là bác sĩ chẩn đoán bệnh cho tóc xù nên chỉ có cô mới biết được Nam Chính có làm giả bệnh cho phạm nhân hay không. Nhưng điều không ngờ là đến lúc lấy lời khai, Hanso lại khẳng định tóc xù bị bệnh rối loạn lưỡng cực thật. Điều đó cũng có nghĩa là lệnh hoãn thi hành án của tóc xù đã được thông qua. Công tố Dung không hiểu sao cô lại làm như vậy, nhưng Hanso vẫn kiên quyết với câu trả lời của mình. Sau vụ việc vừa rồi, Nazi đã gặp và nói lời cảm ơn cô, nhưng mà Hanso không giúp anh để nghe được mấy lời này. Cô muốn Nazi phải tìm hiểu thông tin về vụ mất tích của em trai cô. Ok, mọi chuyện cứ để anh lo, vì Nam Chính không bị truy cứu nữa nên Ô cũng được thả ra. Lúc này, cô dược sĩ trong trại giam thông báo với anh rằng chiếc xe vận chuyển thuốc của tên Sun đã khởi hành. Nazi liền liên lạc với Ô Dung để đi điều tra. Cô đã ngay lập tức chụp lại cảnh chúng đang vận chuyển thuốc trái phép, đã có bằng chứng phạm pháp của chúng. Nazi liền báo thanh tra đến bắt quả tang. Họ nhanh chóng ấp vào nơi mà chúng đã trao thuốc giả. Tên thuộc hạ của Sun Bin đã bị bắt và đã khai ra kẻ chủ mưu. Bên công tố nhận lệnh liền lập tức đến chốt tên Sun để bắt hắn. Hắn biết Nam Chính là người đã tố cáo mình, tuy nhiên tên này vẫn không hề có chút sợ hãi. Đứng trước những lời thẩm vấn của công tố viên mà không thể làm Sun nao núng, hắn khoác lác rằng mình đang bị người khác vu khống. Họ đưa ra bằng chứng mà tên Sun đã vận chuyển thuốc trái phép và những đơn tố cáo của các tù nhân khi họ bị hắn cho uống thuốc giả. Thì ra Nam Chính và ông Hói đã liên kết với các tù nhân ở trại giam rồi khiếu nại việc tên Sun đã cháo thuốc giả cho họ, cộng thêm những bức ảnh vận chuyển thuốc trái phép mà cô Ô Dung chụp được lần trước. Tên Sun lúc này cứng họng méo nói được gì, hắn yêu cầu được gặp người nhà một lát, chính là ông anh quyền lực trong gia đình nhà tên Sun. Anh ta nói chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa nên không phải lo lắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn thấy có điều gì đó rất lạ. Đột nhiên tên Sun nhận ra điều gì đó và tính quay lại thông báo cho ông anh, nhưng đã bị thanh tra ngăn lại. Và đó chính là những gì Nazi muốn. Sở dĩ anh tố cáo tên Sun là để lợi dụng lúc hắn không có ở đây, rồi lén lút mở cái xác của hắn. Anh tìm thấy ổ dữ liệu, trong này có chứa các đoạn ghi hình và thông tin của bệnh nhân. Nazi đã copy các danh sách các bệnh nhân khu đặc biệt rồi đưa cho Hanso và nhờ cô điều tra sự thật bên trong danh sách đó. Khi Hanso vừa rời đi thì Nam Chính cũng phát hiện trong này có cả thông
thông tin của Habib. Ngày hôm sau, trại giam tổ chức lễ chúc mừng Nazi lên vị trí giám đốc y tế. Còn tên Sun khi hết lệnh bắt giữ, hắn đã nhanh chóng chạy về phòng làm việc để kiểm tra két sắt. Rất may là ổ dữ liệu vẫn còn. Tuy nhiên, tên Sun lại phát hiện chiếc ổ bị thay đổi vị trí ban đầu, chứng tỏ đã có kẻ động vào nó. Hắn biết là do Nam Chính làm nên đã vô cùng tức giận. Cơ mà tên Sun đã chuẩn bị chiến lược khác để đối phó. Hắn đến khu đặc biệt để tìm một người, đó là giám đốc An, người có quyền lực nhất của khu đặc biệt. Hắn muốn ông hãy ngăn cản không cho Nam Chính động vào các tù nhân ở đây. Đổi lại, tên Sun sẽ giúp ông được gặp cậu con trai của mình. Cơ mà giám đốc An không chỉ đồng ý mà còn cấp thêm một thông tin quan trọng cho Sun, đó là Naji đã từng hoãn lệnh thi hành án cho rất nhiều người ở nhà tù An San. Nếu cậu đến đó tìm hiểu thì sẽ biết tại sao Naji lại hoãn thi hành án được. Tên Sun nghe thế vậy liền phi xe tới đó. Sau khi cả đêm tìm hiểu các thông tin mà Naji đưa, Hanso đã phân tích xong về bệnh án của các tù nhân trong khu đặc biệt. Cô liền báo lại mọi chuyện cho Nam Chính và được biết rằng chỉ có những tù nhân bị trầm cảm nặng và sợ không gian hẹp thì mới được chuyển tới khu đặc biệt. Nhưng theo như cô tìm hiểu thì rất nhiều tù nhân trong danh sách này không đủ điều kiện đó, nên Naji ngay lập tức điều đội ngũ y tế đến. Trong này đúng là chỉ tập hợp những kẻ có tiền ăn sung mặc sướng. Chắc hẳn tên Sun đã ăn hối lộ của chúng. Naji muốn khám sức khỏe lại tất cả thành viên ở khu đặc biệt. Anh muốn thanh lọc lại bộ máy ở trại để mọi người đều được sống công bằng. Cơ mà giám đốc An lại cản trở họ thi hành công vụ. Ông nói việc tự ý đi khám xét mà chưa được sự đồng ý của tù nhân là sẽ vi phạm nhân quyền. Thấy đối phương đang làm mọi thứ trở nên ban căng, Naji đành phải tạm thời rút quân. Còn tên Sun lúc này đã có mặt ở nhà tù An San. Hắn đến gặp bác sĩ ở đây để hỏi về chuyện của Naji. Anh ta nói rằng trong 3 năm qua, Nam Chính đã hoãn thi hành án cho 32 tù nhân và 2 người trong số đó đã chết. Lời nói vừa dứt đã khiến cho tên Sun cảm thấy hào hứng. Đây là thông tin quan trọng để hắn hạ bệ Naji. Tên Sun ngay lập tức quay về và nhanh chóng điều tra hai nạn nhân đã tử vong do Nam Chính làm giả bệnh khi hoãn thi hành án. Còn Naji đang âm thầm đến khu đặc biệt để gặp giám đốc An vì ông ta cứ cản trở công việc của anh. Nên Naji đành phải tiêm liều thuốc làm mạch máu của ông ta đang co thắt, mục đích là lợi dụng việc mắc bệnh mà đưa giám đốc An ra ngoài, rồi anh sẽ để ông ta được gặp con trai mình. Sau đó mới ra điều kiện với giám đốc An, muốn để cho người ta mắc ơn mình trước thì lúc xin xỏ sẽ dễ hơn, đúng là một mũi tên trúng hai vạch đích. Còn về phía Hanso, cô đang xem lại đoạn video của Habib ngày trước. Tuy nhiên Hanso đã phát hiện ra không chỉ có mỗi mình cô đến thăm em trai mà còn có cả Lee Chun, anh ta đe dọa sẽ trừ khử Habib khi cậu ấy ra tù. Sở Hanso đã hiểu ra vấn đề, hóa ra tên Lee Chun cố tình nhờ cô khám bệnh cho hắn để tiếp cận cô, để nhằm tìm kiếm thông tin của Habib. Nhưng điều gì lại khiến hắn phải đi hãm hại Habib nhỉ? Chưa kịp hết bàng hoàng thì đột nhiên Lee Chun xuất hiện. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Hanso đã làm anh ta thấy tò mò. Rất may là cô đã lấy lại được bình tĩnh và chuyển sang video khác. Lúc này Naji đã giúp giám đốc An gặp được con trai mình. Anh chuẩn bị ra về thì có người báo với anh rằng Lee Chun đang có mặt ở phòng Hanso. Nếu hắn biết cô ấy đang nắm giữ đoạn video mà hắn đe dọa Habib thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Nam Chính liền chạy một mạch đến đó. Cũng may là Hanso đã kịp ứng biến nên tên Lee Chun vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hành động của cô ấy rất khả nghi. Để cho chắc cú, Lee Chun đã sai người đi ăn cắp chiếc laptop của Hanso. Khi cô trở về phòng thì thấy đồ của mình đã bị mất. Cô liền đến check camera an ninh, nhưng họ nói lúc đó chỉ có mỗi phòng của cô bị cúp điện nên camera không quay được cảnh đó. Dường như Lee Chun đã chuẩn bị rất kỹ trước khi làm việc. Cơ mà lúc hắn mở laptop của Hanso lên thì chỉ thấy mỗi video cô khám cho bệnh nhân. Hắn cứ ngỡ là Hanso vẫn chưa biết về vụ của Habib, nhưng Lee Chun đâu có biết cô đã nhanh tay cóp lại đoạn video đó ra USB và xóa bỏ dữ liệu trong máy từ lâu rồi. Lúc này tên Sun đang đến gặp công tố Jung và gửi đơn tố cáo Nam Chính vì tội làm chết hai người trong quá trình giả bệnh cho các tù nhân hoãn thi hành án. Công tố Jung lập tức đến chỗ Oh Jung hỏi thăm và nói với cô rằng Naji đã lấy cô ra để làm chuột bạch của cậu ta, nên Oh Jung đã gọi Nam Chính đến để chất vấn. Công tố Jung cũng đưa ra bằng chứng phạm tội của Naji đã làm chết hai người trong quá trình làm giả bệnh cho các tù nhân hoãn thi hành án. Cơ mà Naji vẫn tỏ ra hồn nhiên như cô tiên, anh đã chỉ ra sai sót của công tố viên ở trong bệnh án của hai tù nhân này, có ghi là chết vì bị bệnh ung thư máu, nhưng Nam Chính chỉ giúp người đó giả bệnh thiếu máu Fanconi, vậy nghĩa là hai người đó chết không phải do căn bệnh mà Naji tạo ra. Nên theo luật thì Nam Chính đã vô tội, lời giải thích quá hợp lý nên bên công tố cũng đành bó tay. Còn Tae Sun vẫn chưa chịu buông tha Nam Chính, hắn đã đến tìm người nhà của hai nạn nhân để thương lượng và muốn họ ký đơn tố cáo Naji. Nhưng họ nói Nam Chính không phải người hại chết người nhà họ, mà chính là lũ bác sĩ trong bệnh viện Haeun. Chúng còn ăn trả một nửa tiền bảo hiểm của gia đình họ. Tae Sun bất ngờ khi nghe thấy họ nhắc đến bệnh viện của gia đình hắn, nên đã cấp tốc về đó để tìm hiểu. Hóa ra khi Nam Chính làm giả bệnh để hoãn thi hành án cho nạn nhân và chính bệnh viện Haeun đã ký duyệt, nhưng họ đã để ông ấy chết và ăn chặt tiền bảo hiểm đó. Giờ Tae Sun mới nhận ra mình đã bị Naji gài bẫy, nếu chuyện này để lộ ra thì sẽ rắc rối to, nên hắn và anh trai đã dùng mối quan hệ để nhờ ủy viên công tố giúp đỡ. Và ông ta đã lệnh cho công tố Jung hãy bỏ qua chuyện này. Một người chuyên thi hành công lý như anh thì chuyện này không thể làm ngơ được, nên công tố Jung đã liên lạc với Naji để yêu cầu hợp tác. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra bằng chứng để buộc tội những việc làm sai trái của Tae Sun. Đây đúng là thứ Nam Chính đang muốn. Tất nhiên anh sẽ sẵn lòng hợp tác. Lúc Naji nhớ lại chuyện quá khứ,
khi anh hoãn thi hành án cho nạn nhân lần trước. Nếu ông ấy nghe lời Nazi đi điều trị sau khi làm giả bệnh thì mọi chuyện đã ổn, nhưng ông ấy lại muốn được bệnh viện Hagen chi trả tiền bảo hiểm nên đã không đi chữa trị và dẫn đến cái chết thương vong mà đám bác sĩ bệnh viện đó nhẫn tâm ăn chặn hết tiền bảo hiểm của bệnh nhân nên anh chỉ muốn trừng phạt lũ cặn bã đó. Sáng hôm sau, bên công tố và phía thanh tra đã có mặt ở bệnh viện Hagen và bắt những thành viên phạm tội trong này, còn giám đốc An phụ trách chỉ đạo mấy anh em trong này đăng tin về vụ lừa đảo bảo hiểm 10 tỷ won của Hagen. Cộng thêm những bằng chứng thu thập trước đó, Tin Sun và gia đình hắn đã bị xích về đồn thẩm vấn. Nazi đích thân đến xem bản mặt của Tin Sun giờ như thế nào. Hắn nói cậu đã thấy hài lòng khi hạ được tôi chưa? Tuy nhiên, nam chính nói rằng Tin Sun không phải mục tiêu cuối cùng của anh, mà Lee Chun mới là kẻ anh phải báo thù. Chính Lee Chun là người đã sai khiến thuộc hạ buộc tội Nazi và tống anh vào tù. Hắn còn dùng quyền lực ngăn cản không cho mẹ nam chính phẫu thuật, sợ đến cái chết bi thảm của bà ấy. Nghe được những lời đó, Tin Sun ngỏ ý muốn hợp tác với nam chính để hạ bệ Lee Chun, nhưng anh nói anh méo cần, không còn cách nào khác, hắn đành phải quay sang bấu víu Lee Chun. Chỉ có anh ta mới cứu được hắn lúc này. Nhưng Lee Chun lại yêu cầu Tin Sun hãy đi giết nghị sĩ Jung. Chắc hẳn ông ấy là mối đe dọa của hắn chăng? Tin Sun đã đến mức đường cùng nên đành làm theo lời của Lee Chun. Về phía Han So, cô đang ngồi làm việc thì nhận được cuộc gọi từ số người lạ, nhưng không ngờ đầu dây bên kia lại chính là em trai cô. Hai Bip muốn gặp chị gái ở công viên để bàn công chuyện. Cô nhanh chóng phi xe tới đó, đồng thời cũng gọi cho Nazi để trợ giúp mình. Điều không ngờ là đoạn hội thoại đó đã được bà Mo nghe thấy, vì bà ta đã sai người cài máy nghe lén trên điện thoại của Han So. Không chỉ thế mà phía Lee Chun cũng làm điều tương tự. Cả hai bên đã điều đội lực lượng đến đó. Khi Han So gặp lại em trai mình, cô đã vô cùng xúc động. Nhưng hai người chưa kịp nói câu nào thì đã bị thuộc hạ của Lee Chun truy đuổi. Bên phía bà Mo cũng không hề kém cạnh. Han biết có thứ gì trong tay mà khiến những kẻ có quyền lực này khao khát đến vậy. Sắp may trong lúc bị truy đuổi, cậu đã được nam chính trợ giúp và thành công cắt đuôi được chúng. Chỉ thương mỗi Han So đang đuổi theo sau, cô vừa đi vừa khóc trong sự tuyệt vọng. Sau khi để mất dấu Habit, đội của Lee Chun và bà Mo đang đứng khiêu khích nhau một lúc rồi giải tán. Không may cảnh này đã bị Han So bắt được. Cô nghi ngờ bọn họ có liên quan đến em trai mình, nên Han So đã trực tiếp đến gặp bà Mo để hỏi chuyện và ép bà ta phải nói ra sự thật. Nếu không, cô sẽ khởi tố bà Mo vì tội lén cải máy theo dõi, vi phạm nhân quyền của người khác. Bà Mo đành phải tường thuật lại mọi việc. Habit vốn là một chuyên viên phân tích của tập đoàn Haekang và cũng là cố vấn riêng của chủ tịch. Ông biết mình không sống được lâu nên đã giao toàn bộ số cổ phần của tập đoàn Haekang cho Habit và muốn cậu đưa nó lại cho nghị sĩ Chung. Vì ông sợ số cổ phần này mà rơi vào tay con trai cả Lee Chun của ông thì tập đoàn sẽ nguy to, nhưng ý định này đã bị tên Lee Chun phát hiện. Hắn đã nhẫn tâm tiêm thuốc vào người bố mình khiến ông ấy bị hôn mê, rồi sau đó tìm Habit để lấy số cổ phần. Tuy nhiên, mọi việc làm của hắn ta đã bị Habit nhìn thấy. Lee Chun lập tức sai người tìm kiếm cậu ấy. Cũng may Habit nhanh trí giả vờ gây sự với cảnh sát, nhờ thế cậu đã bị bắt về trại giam và tạm thời được thoát nạn. Sau đó, Lee Chun đã không ngừng điều tra tung tích của Habit. Chỉ vì không muốn số cổ phần đó rơi vào tay một kẻ tham vọng như Lee Chun, nên bà Mo mới bám theo Habit để giúp cậu ấy. Sau khi biết chân tướng sự việc, Han So rất đau buồn khi thấy em mình đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cô không hề biết cậu ấy đang ở trong nhà nam chính. Còn Tin Sun lúc này đang được áp giải về trại giam. Lee Chun đã sắp xếp cho hắn ngồi cùng xe nghị sĩ Jung để tiện cho việc sát hại. Tuy nhiên, Tin Sun chưa ra tay vội mà lại muốn tiếp cận ông ấy để moi thông tin, và hắn đã biết được nghị sĩ Jung đang nắm trong tay bằng chứng tội ác của Lee Chun. Đó là lý do Lee Chun muốn Tin Sun giết ông ấy. Lúc này, nghị sĩ Jung đột nhiên lên cơn đau thắt. Vì đã từng là bác sĩ nên Tin Sun yêu cầu quản giáo cho mình tiêm thuốc giúp ông ấy. Nhưng khi anh ta đem lọ thuốc đến thì Tin Sun đã nhanh tay cháo thành lọ thuốc khác. Khi vừa mới tiêm xong thì nghị sĩ Jung đã lên cơn co giật, nhưng hắn đã bịt mồm ông ấy để không phát ra tiếng động. Ở trong trại giam lúc này, bà Mo đã đến gặp thăm con trai của mình. Sau bao ngày bị ăn đòn, cậu ấm Lee Kwan đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, không còn hổ báo cáo trồn như xưa nữa. Giờ cứ nhìn thấy Nazi là dén liền. Mục đích họ tới đây là để bàn chuyện hoãn thi hành án cho Lee Kwan. Cậu ấm biết tin mình sắp được ra tù thì vui mừng như một đứa trẻ. Tuy nhiên, mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Nazi đưa ra một điều kiện, anh muốn bà Mo phải giúp mình điều tra ra kẻ đã tông xe vào vợ chồng khuyết tật 3 năm trước. Nam chính muốn trả thù cho hai người họ. Lúc này, nhân viên y tế đột nhiên chạy đến thông báo nghị sĩ Jung đang lên cơn co giật và cần được cứu chữa. Nazi nhanh chóng chạy tới đó. Anh biết là do tên khốn Sun làm. Ông ấy hứa sẽ đưa bằng chứng phạm tội của Lee Chun cho nam chính. Nếu nghị sĩ Jung chết thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Cơ mà anh lại không biết tên Sun tiêm thuốc gì cho ông ấy. Giờ mà dùng sai phương pháp thì chỉ có oảng. Tuy nhiên, nam chính nhận ra rằng tên Sun sẽ không dám giết nghị sĩ Kim. Hắn chỉ đang muốn ra điều kiện với Nazi thôi. Với cả hắn là người tiêm thuốc nên nếu ông ấy chết thì tên Sun sẽ phải chịu tội. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đưa thuốc giải cho anh. Sau bao ngày điều tra thì cuối cùng Lee Chun đã phát hiện ra kẻ giúp Habit. Hắn bất ngờ khi thấy người đó lại là Nazi. Theo camera an ninh thì chúng đã lần ra được chỗ ở của nam chính. Nazi đã đến gặp Han So và nói em trai cô đang ở chỗ của tôi nên cứ yên tâm. Cơ mà lúc này anh lại nhận được cuộc gọi từ em gái, nói rằng đang có một người lạ đứng ở dưới chung cư nhà anh. Vậy là Lee Chun đã đánh hơi được chỗ cư trú
của Habib. Nazi định chạy đến đó nhưng lại nhận được cuộc gọi từ trại giam. Nhân viên y tế thông báo rằng nghị sĩ Trung đã chết và họ đã bắt quả tang tên Sun đang cầm kim tiêm. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Nazi bối rối. Han Sun nói anh hãy trở về xử lý việc ở trại giam đi, còn chuyện của Habib cô sẽ tìm cách lo liệu. Vừa dứt lời, Han Sun đã nhanh chóng tới đó để ngăn chặn Lee Chun. Để tránh bị nghi ngờ nên cô đã giả vờ tông xe vào bệ đá, làm gây sự chú ý của người dân, khiến tên Lee Chun không thể tiếp tục cuộc truy lùng. Bọn chúng đành phải tạm thời rút lui, còn Nazi đang nhanh chóng đưa nghị sĩ Jung đến bệnh viện để cấp cứu. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Nagi đã nhờ công tố Trung điều tra nguyên nhân cái chết của ông ấy. Họ nghi ngờ có kẻ đã sắp xếp cho tên Sun gặp mặt nghị sĩ Trung để trừ khử ông ấy, nên hai anh em lại bắt tay nhau hợp tác lần nữa. Hiện tại vị trí của Habib đã bị lộ, nên Nagi đã đưa mọi người đến nhà Oh Jung để xin ở nhờ. Giờ chỉ có chỗ này là an toàn nhất, cơ mà cô Oh nói rằng nhà tôi không phải cái nhà trọ mà mấy cô cậu cứ thích đến là đến. Tuy nhiên, Nagi lại hứa sẽ tìm cách giải oan cho cô. Hóa ra Oh Jung bị người khác hãm hại và bị vu khống tội giết bồ của chồng. Thật ra cô cũng là một người đáng thương và tốt bụng, vì để lấy lại thanh danh nên Oh Jung đã đồng ý. Lúc này bên thanh tra đã bắt giữ tên Sun vì tội sát hại nghị sĩ Jung, nhưng hắn lại phủ nhận và khẳng định rằng mình không làm việc đó. Tôi chưa kịp tiêm thì đã phát hiện ông ấy chết rồi, chưa có bằng chứng xác thực nên bên công tố không thể buộc tội hắn. Sau khi nghị sĩ Jung chết, Lee Chun đã đứng ra chủ trì cho tang lễ của ông ấy. Nghị sĩ Jung cả đời cống hiến nên không có vợ con gì cả. Lee Chun lấy cớ bố hắn và nghị sĩ Jung từng là bạn thân nên đã tự đứng ra làm tang lễ, nhưng thực chất hắn làm vậy là để tiện cho việc chiếm giữ tài sản của ông ấy. Đúng thật là chơi chẽn, vừa giết người ta xong giờ còn bày đặt chủ trì tang lễ. Còn tên Sun đang trong lúc ăn cơm nhà nước nhưng hắn lại nở một nụ cười nham hiểm. Thì ra trước thời gian tên Sun tiêm thuốc cho nghị sĩ Trung, hắn đã moi được thông tin từ ông ấy và tìm ra được chứng cứ tội ác của Lee Chun. Vậy là tên Sun đang nắm giữ át chủ bài trong tay. Lúc này thuộc hạ của Lee Chun đã điều tra và phát hiện Habib đang ở trong nhà cô. Hắn đoán số cổ phiếu cũng đang ở đó nên đã sai người đi kiểm tra. Tuy nhiên Nagi đã đoán ra được ý định của hắn nên đã lập ra một kế hoạch tác chiến. Ngày mai tên hung thủ sát hại hai vợ chồng khuyết tật sẽ được ra tù. Chính Lee Chun đã sai khiến hắn giết người. Nếu lấy được lời khai từ tên sát nhân thì họ sẽ có chứng cứ buộc tội Lee Chun. Nên cô Oh và Han So đã âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của tên sát nhân. Hai người đã phát hiện thuộc hạ của Lee Chun đang đưa tên đó ra sân bay để chạy trốn. Ngay khi có được địa chỉ, Nagi đã liên lạc với bên công tố nhờ sự giúp đỡ. Cũng may là có tài diễn xuất của cô Oh nên mới cầm chân chúng được một lúc. Và nam chính đã kịp thời tới nơi để bắt tên sát nhân, cơ mà hắn lợi dụng lúc hỗn loạn mà đã chạy đi mất. Tuy nhiên lại bất ngờ bị Han So quật ngã dễ dàng. Bên công tố cũng có mặt để xích tên này về đồn. Sau nhiều lần thẩm vấn, thậm chí là bị đi đường quyền cực mạnh, nhưng thằng điên này vẫn một mực tôn thờ trường phái Câm Như Hến, khiến Nagi cũng phải bất lực. Nếu không dùng được vũ lực thì ta lại dùng đòn tâm lý. Nam chính và Han So cố tình khiêu khích và nói hắn ta chỉ là kẻ bị người khác lợi dụng. Một khi đã hết giá trị thì kiểu gì cũng bị vứt bỏ. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Tên sát nhân đã khai ra mọi chuyện đều là Lee Chun sai hắn làm, từ việc đâm chết hai vợ chồng khuyết tật cho tới việc sát hại những công dân chống lại hắn. Vậy là đã có đủ chứng cứ. Nam chính lập tức đến gặp công tố Trung, rồi đưa hết bằng chứng buộc tội Lee Chun và yêu cầu anh ấy đến bắt hắn ta. Cơ mà Lee Chun đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra, nên đã hẹn gặp công tố Trung để trao đổi. Hắn đưa ra đề nghị muốn anh ấy hãy hủy mọi chứng cứ buộc tội hắn, đổi lại Lee Chun sẽ đưa công tố Trung lên làm người quyền lực nhất ở văn phòng công tố. Miếng mồi béo bở đã khiến công tố Trung phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên Lee Chun vẫn chưa yên tâm về chuyện đó, nên hắn đã trực tiếp đến tìm Han So. Hắn muốn dùng cô để uy hiếp nam chính. Lee Chun nói rằng nếu Nagi giao lại bằng chứng đó cho anh ta, thì hắn sẽ đảm bảo tính mạng của Han So. Không còn cách nào khác, nam chính phải đồng ý với hắn. Cơ mà đó mới chính là điều mà anh muốn. Trước đó Nagi và Han So đã lên sẵn kế hoạch. Họ biết kiểu gì Lee Chun sẽ bắt cóc cô nên đã tương kế tiểu kế để Han So giả vờ đi theo hắn, rồi nhằm theo dõi tình trạng tâm lý của Lee Chun để tìm ra điểm yếu của anh ta. Lee Chun đưa cô đến ngôi nhà cũ của hắn và tâm sự về chuyện ngày xưa khi ông bố của hắn có bồ mới là bà Mo. Mẹ Lee Chun quá thất vọng nên đã treo cổ tự tử, nhưng ông bố thì chỉ yêu thương bà Mo và hai đứa con của bà ấy, không thèm quan tâm đến cái chết của vợ. Nỗi ám ảnh đó đã bám theo Lee Chun suốt cuộc đời. Hắn đã thề sẽ chiếm đoạt cả tập đoàn rồi sẽ đá mấy mẹ con bà Mo ra ngoài. Sau khi trò chuyện xong xuôi, Lee Chun đã thả Han So ra về và đồng thời nam chính cũng giao lại các chứng cứ buộc tội đúng như hắn yêu cầu. Tuy nhiên Nagi dường như đã có cho mình một kế hoạch mới. Anh tự tin tuyên bố với đối phương rằng đừng vội mà vui mừng, kịch bản hay vẫn còn ở phía trước. Nam chính biết tên Sun đã lấy được chứng cứ phạm tội của Lee Chun từ tay nghị sĩ Trung nên anh đã giúp hắn thoát khỏi lệnh bắt giữ và muốn tên Sun đưa bản ghi âm đó cho mình. Cơ mà đây là quân bài cuối cùng của hắn nên đời nào Sun sẽ đưa nó cho Nagi. Nhưng nam chính đã đưa ra lời đề nghị cực hấp dẫn: tôi sẽ giúp anh lên chức trưởng khoa khu VIP của bệnh viện Tê Cang. Đây chẳng phải là mục tiêu bấy lâu nay của anh sao? Cơm dâng đến tận mồm mà không ăn thì phí. Anh Sun tất nhiên sẽ theo phe của nam chính. Tuy nhiên muốn lên làm trưởng khoa khu VIP thì phải thuyết phục được chủ tịch thép, vì ông ấy là người đứng đầu ủy ban bầu cử, nên hai người đã đến đó để gặp chủ tịch thép. Nagi hứa sẽ chữa bệnh dứt điểm cho con trai ông vì anh đã tìm được người hiến gan phù hợp với tóc xù. Cả nhà có mỗi thằng con trai nên ông ấy đã đồng ý. Vị trí trưởng khoa VIP rất quan trọng trong việc chọn ra người kế nhiệm, vì trong
trong phiếu bầu cử có 8 suất đang được chia đều cho hai phe, chính là bà Mo và Lee Chun, trưởng khoa khu VIP là phiếu thứ 9 cũng như là cuối cùng. Nếu phe nào có trưởng khu VIP thì quyền thừa kế của tập đoàn sẽ thuộc về người đó. Lee Chun đã đề cử cho một bác bên mình tranh chức trưởng khoa VIP, còn bên phía bà Mo thì có anh Sun đây. Nếu muốn thắng bầu cử thì họ phải triệt hạ được đối phương. Lúc này, công tố Chung đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Na Ji. Đó chính là đoạn video của tên hung thủ thực sự đã sát hại nghị sĩ Chung, không phải là anh Sun mà là một bác sĩ khác trong trại giam. Ngay lập tức họ đã đến bắt anh ta về đồn thẩm vấn. Còn nam chính và các đồng đội đang lên kế hoạch để triệt hạ đối thủ. Họ đã tìm ra hồ sơ bệnh án của ứng cử viên bên phe Lee Chun và phát hiện anh ta đang mắc bệnh Crohn. Nó là một loại bệnh đường ruột do viêm mãn tính gây rối loạn miễn dịch, giò động tĩnh mạch và có thể đi phẫu thuật khẩn cấp bất cứ lúc nào. Nếu làm bệnh của anh ta trở nặng trong cuộc họp bầu cử lần tới thì bên phe ta có thể thắng tranh cử lần này. Vì thế mà nam chính đã đích thân giả vờ là bác sĩ điều trị ở đây rồi tiêm cho anh ta một liều thuốc khiến phần ruột phải đã bị thủng. Na Ji khuyên anh ta hãy đi phẫu thuật khẩn cấp đi, không mọi chuyện sẽ khó lường đấy. Tuy nhiên cuộc bầu cử đang chuẩn bị diễn ra nên anh ta vẫn cố gắng gượng đến đó, nhưng chỉ sau 5 phút cơ thể anh ta đã đến giới hạn, bụng không ngừng đau nhức, mọi người đành phải đưa anh ta đi phẫu thuật. Tuy nhiên tất cả bác sĩ đang đi dự hội thảo, chỉ còn mỗi nam chính là ở đây, không còn cách nào khác, anh ta đành phải vứt liêm sỉ để cầu xin nam chính cứu mình. Na Ji mặc dù rất căm ghét anh ta vì đã tiếp tay cho kẻ thù, nhưng cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp nên nam chính quyết định làm phẫu thuật cho anh ta. Trong hội trường vẫn đang diễn ra cuộc bầu cử, vì ứng cử viên bên phe mình đã rút lui nên Lee Chun bỏ theo dõi và đi thẳng về. Không phải hắn sợ mình thua cuộc mà hắn đi để giải quyết một việc quan trọng khác, đó chính là sát hại người bố của mình trên giường bệnh. Nếu ông ấy chết thì cuộc họp cổ đông sẽ có lợi cho hắn. Hóa ra trước đó tên Sun đã đến gặp Lee Chun và đề nghị muốn giúp hắn. Sau khi trở thành trưởng khoa khu VIP thì tên Sun sẽ theo phe của Lee Chun. Điều đó có nghĩa là bên hắn sẽ có nhiều phiếu bầu hơn cho đại hội cổ đông lần tới. Người kế thừa tài sản lúc đó hiển nhiên do Lee Chun nắm giữ. Sau khi biết bố mình đã chết, cậu ấm Lee Kwan đã xin nghỉ một hôm để đi thăm viếng. Anh quỳ xuống khóc về sự ra đi đột ngột của bố mình. Lee Kwan nghi ngờ mọi chuyện là do Lee Chun làm, tuy nhiên họ chưa có chứng cứ nên không thể làm gì được. Để lật đổ được kẻ thù, bắt buộc Lee Kwan phải ra tù trước ngày đại hội cổ đông diễn ra. Mẹ và em gái đã chuẩn bị kế hoạch cho anh. Nhiệm vụ của Lee Kwan bây giờ là phải làm theo những gì nam chính bảo. Cậu ấm biết đã đến lúc phải trưởng thành nên đang ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ dặn, quay về trại giam và vứt bỏ liêm sỉ, quỳ xuống và cầu xin Na Ji giúp mình tạm hoãn thi hành án. Nam chính đã tìm hiểu về bệnh án của Lee Kwan rồi quyết định làm giả bệnh suy thận cấp cho cậu ấm. Anh cũng nói trước là việc làm giả căn bệnh này rất nguy hiểm, có thể dẫn đến mất mạng. Vì để trả thù cho bố mình nên cậu ấm quyết định chơi lớn một phen. Cơ mà đối phương đâu có chịu để yên như vậy. Lee Chun và Tên Sun đã cùng nhau bày mưu tính kế để ngăn chặn Lee Kwan được hoãn thi hành án. Tên Sun vẫn giả vờ theo phe của nam chính rồi gọi điện cho anh ấy và muốn đề cử thuộc hạ của mình đến trại để làm việc, nhưng thực chất hắn cài người vào trong đó để nhân cơ hội hãm hại cậu ấm. Na Ji không một chút đề phòng mà đã đồng ý. Cơ mà Lee Chun không chỉ muốn Tên Sun cản đường cậu ấm hoãn thi hành án, mà hắn còn muốn Sun phải giết chết Lee Kwan. Lời nói vừa dứt đã khiến Sun phải sởn tóc gáy, không ngờ tên này lại máu lạnh đến như vậy. Còn cậu ấm lúc này đang cố gắng tàn phá cơ thể đúng như những gì mà Na Ji căn dặn. Việc vận động quá sức trong nhiệt độ cao sẽ làm cơ thể xảy ra triệu chứng tiêu cơ và giảm lượng nước đưa vào cơ thể thì thận sẽ bị tổn hại. Na Ji còn đưa thêm thuốc cho Lee Kwan uống để gây suy thận. Cứ tập thế này qua ngày khác cho đến khi cơ thể có hiện tượng teo cơ và nước tiểu chuyển thành màu coca, thì lúc đó việc làm giả bệnh đã hoàn thành. Sau muôn vàn khó khăn, cuối cùng cậu ấm đã thành công. Hôm nay công tố Chung có buổi hẹn hò với cô Ô. Sau nhiều ngày chồng chuyện nhau thì hai người đã dần dần trở nên thân thiết. Khi công tố Chung đi mua hoa chuẩn bị tặng cho cô ấy, nhưng lại thấy cảnh chồng cũ đang chèn ép cô Ô. Sắc mặt của cô ấy rất buồn, nhưng rồi lại tự trấn an tinh thần mình. Nhưng họ không ngờ rằng buổi hẹn hò này đã bị thuộc hạ của Lee Chun theo dõi. Hắn sai người tung lên báo về chuyện một công tố viên đang thân thiện với phạm nhân đang trong quá trình hoãn thi hành án. Việc này đã khiến cấp trên vô cùng bực tức và công tố Chung đã bị điều động đi làm ở chỗ khác. Sở dĩ Lee Chun làm vậy là vì hắn sợ công tố Chung sẽ bắt tay với nam chính để tìm ra chứng cứ phạm tội của hắn, nên Lee Chun sẽ tự mình xử lý từng người một. Còn ở phía trại giam, lợi dụng lúc cậu ấm đang ngủ, tên thuộc hạ tính tiêm thuốc gì đó vào người anh, cơ mà Lee Kwan lại đột nhiên tỉnh lại và cắm chiếc kim tiêm vào người hắn. Thì ra mọi chuyện vẫn đang trong sự tính toán của Na Ji. Anh đã lường trước được việc này đã xảy ra nên đã cùng cậu ấm tương kế tiểu kế phản đam lại bọn chúng. Nam chính đi đến cướp lấy lọ thuốc giải và ép hắn gọi cho kẻ chủ mưu, cơ mà đường dây bên kia không phải là tên Sun mà lại là Lee Chun. Nam chính biết thừa là thằng nào đang nghe máy nhưng vẫn trả vờ gọi điện, còn nói là tên Sun đang giữ bằng chứng tội ác của Lee Chun. Sở dĩ anh làm vậy là để cho chúng chém giết lẫn nhau. Quả nhiên đã khiến hắn nghi ngờ tên Sun, nhưng đột nhiên lúc này nam chính phát hiện cậu ấm đã ngất xỉu. Anh liền nhanh chóng hô hấp và đưa cậu ấy đến bệnh viện.
chắc do vận động quá sức dẫn đến ngưng tim. May mắn Lee Wan đã tỉnh lại. Khi bà Mo biết thì đã vô cùng lo lắng. Nếu con trai mà chết thì việc sở hữu tập đoàn đối với bà không còn quan trọng, nên bà đã muốn bác sĩ chữa trị cho Lee Wan khỏe lại. Nam chính nói mấy ngày nữa sẽ có lệnh hoãn thi hành án. Chẳng lẽ bà muốn bỏ cuộc giữa chừng hay sao? Cậu ấm cũng không đồng tình mà muốn xin mẹ hãy cho mình tiếp tục. Con nhất định phải báo thù cho cái chết của bố. Thấy đứa con dài cố gắng gượng dậy, người mẹ nào mà chẳng thấy xót xa. Bà Mo quyết định làm theo lời của cậu ấy. Còn tên Sun đã bị Lee Chun trực tiếp hỏi chuyện. Hắn đã biết Sun giữ bản ghi âm buộc tội hắn. Vậy mà anh nói theo phe tôi sao? Tên Sun nói rằng mình làm vậy là để phòng thân. Đến lúc tôi hết giá trị lợi dụng thì anh lại muốn trừ khử tôi thì sao? Nghe thấy cũng có lý nên hai bên vẫn vui vẻ hợp tác. Nhưng Lee Chun đâu có cho qua dễ dàng như vậy. Hắn cũng phải nắm được thóp của đối phương thì mới không lo bị phản bội. Nên Lee Chun đã sai người đi tìm kiếm địa chỉ nơi ở con gái của tên Sun. Xem ra trùng cuối không hề đơn giản tí nào. Bên phía nam chính tưởng rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng thì đột nhiên công tố Chung gọi điện và muốn hẹn gặp Na Ji để nói chuyện. Anh ấy nói mình đã bị cấp trên điều đi nơi khác làm việc nên sẽ không thể giúp nam chính làm tạm hoãn thi hành án được. Chắc là do tên Lee Chun uy hiếp cấp trên để cản trở công tố Chung phá vụ án này. Tuy nhiên anh vẫn còn 18 ngày nghỉ phép nên sẽ ở lại để trợ giúp Na Ji. Bọn họ đành phải tìm cách khác để buộc tội Lee Chun. Còn nam chính đã quay lại bệnh viện thông báo cho nhóm bà Mo biết lịch kiểm tra hoãn thi hành án sẽ dời lại một tuần. Do có kẻ ngăn cản và đổi công tố viên phụ trách nên họ phải tìm các bệnh khác cho cậu ấm để phù hợp với lịch trình kiểm tra. Na Ji muốn bảo Mo giúp mình tìm bệnh án của chủ tịch quá cố. Anh muốn xem ông ấy có mắc bệnh di truyền không và sẽ làm giả bệnh cho Lee Wan bằng cách đó. Cơ mà bà Mo lại không đồng ý với việc này. Bà biết chồng mình đang bị mắc căn bệnh di truyền quái ác. Một khi nó phát tác sẽ vô cùng đau đớn. Vì là bệnh di truyền nên rất có thể Lee Chun và cậu ấm cũng có thể bị. Bà không muốn nam chính tạo ra các triệu chứng lên con trai mình. Nhỡ Lee Wan mà dính bệnh di truyền thật thì sẽ rất đau khổ. Cơ mà khi Na Ji hỏi bệnh đó là gì thì bà Mo lại nói mình không biết. Chắc hẳn đằng sau có uẩn khúc nào đó. Để nắm bắt được thêm thông tin, Na Ji đã đến gặp tên Sun để thương lượng. Cơ mà hắn bảo lúc này tôi đổi phe rồi nên cậu đừng hòng mà dụ dỗ. Tuy nhiên nam chính đã đưa điều kiện béo bở và chỉ muốn tên Sun tìm cho mình bảng bệnh án của cố chủ tịch mà thôi. Vì hắn giờ đã là trưởng khoa khu VIP nên được quyền truy cập vào thông tin của bệnh nhân VIP bao gồm cả cố chủ tịch, vừa được cả chị lẫn trái ngu gì mà không nhận. Tuy nhiên lúc tên Sun truy cập vào bệnh án của cố chủ tịch thì lại bị hạn chế, các tài liệu liên quan đến ông ấy đều bị khóa, nên tên Sun đã đến gặp trực tiếp giám đốc bệnh viện để hỏi. Nhưng anh ta nói những người quyền lực như cố chủ tịch thì mọi thông tin về bệnh án đều bị bảo mật, vì khi lộ ra sẽ ảnh hưởng đến cả tập đoàn. Sun thắc mắc tại sao lại không được để cho người khác biết, liệu có phải là mắc bệnh di truyền không? Trùng hợp là Lee Chun đang ngồi ở bàn bên cạnh, khi nghe thấy bệnh di truyền thì sắc mặt của hắn liền thay đổi, rồi đập mạnh chén rượu xuống bàn và ra về. Tiếng động thất thanh đã gây sự chú ý của Sun, khi mở ra thì đã thấy Lee Chun đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Sun nghĩ quả này niệm con mẹ nó rồi. Còn về phía nam chính, anh đã nhờ bà Mo kể lại các triệu chứng mà cố chủ tịch mắc phải và các đơn thuốc mà ông ấy hay dùng. Từ đó Na Ji đã chẩn đoán ra được loại bệnh di truyền mà cố chủ tịch mắc phải, đó chính là Huntington, một loại căn bệnh ăn mòn sự sống của cơ thể còn hơn cả HIV. Khi mắc phải căn bệnh này sẽ có triệu chứng run tay và bị cứng người. Han So nói với nam chính rằng Lee Chun cũng có biểu hiện tương tự, vậy cũng có nghĩa là hắn đã mắc bệnh Huntington. Đây có thể là vũ khí sẽ đánh gục được Lee Chun, vì những người mắc phải căn bệnh di truyền thì sẽ không đủ điều kiện để kế thừa tập đoàn. Cơ mà họ lại không có chứng cứ nào chứng minh hắn bị bệnh đó, nên cách duy nhất là hoãn thi hành án cho Lee Wan. Nhưng bà Mo vẫn lo cho sức khỏe của con trai mình. Tuy nhiên cậu ấm đã đến năn nỉ người mẹ hãy cho mình được tiếp tục. Con không làm việc này để chiếm quyền thừa kế tập đoàn, mà là để muốn báo thù cho bố cũng như làm một việc có ích cho xã hội. Thấy lòng quyết tâm của con trai, bà Mo đã động lòng và ôm lấy cậu. Cơ mà lúc nam chính kiểm tra sức khỏe của cậu ấm để làm giả bệnh, thì phát hiện cậu bị bệnh Huntington thật. Bà Mo biết được chuyện thì đã vô cùng đau lòng. Điều bà lo lắng nhất đã xảy ra. Quá sốc vì chuyện vừa rồi đã khiến người mẹ ngất lịm. Họ đành phải để bà ấy nằm nghỉ. Lúc này tên Sun đã đến gặp Na Ji và muốn bắt tay với cậu lần nữa. Anh ta biết Lee Chun sẽ không tha cho gia đình mình, nên muốn hợp tác với nam chính để hạ bệ kẻ thù trước mắt. Không ngờ Na Ji lại đồng ý luôn. Vì nam chính biết tên Sun là chuyên gia lập mặt, nên muốn anh ta giả vờ đến cấp thông tin cho Lee Chun rằng Lee Wan đang bị mắc bệnh Huntington. Quả nhiên lúc tên Sun thông báo cho hắn về chuyện đó, thì mắt của Lee Chun đã có hiện tượng hơi giật giật, tay không ngừng run rẩy. Tên Sun còn hỏi hắn ta là cũng bị bệnh Huntington à? Quản lý liền bảo Sun hãy chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Mục đích Na Ji muốn Sun làm vậy là để kích động đối phương và họ đã xác nhận Lee Chun đang mắc bệnh Huntington. Thật ra đây đều là toan tính của nam chính, cậu ấm không hề mắc căn bệnh đó. Anh chỉ giả vờ bốc phét để xem động thái của đối phương ra sao. Mọi chuyện đó theo đúng kế hoạch. Đầu tiên cậu ấm sẽ giả vờ như mình đang mắc bệnh Huntington, sau đó thuộc hạ của anh Sun sẽ chụp lại và gửi tới Lee Chun để cho hắn tin rằng đó là sự thật. Rồi gọi sẽ để cậu ấm một mình ở phòng chức năng và lắp camera theo dõi. Sau đó anh Sun sẽ thông báo cho Lee Chun biết
biết vị trí của cậu ấm. Một khi hắn đến ám sát cậu ấm thì họ sẽ ập vào bắt quả tang rồi kết tội mưu sát của hắn. Cơ mà trong lúc họ chờ đợi thì nhân viên trại giam đã gọi cho Nayi báo rằng các tù nhân đang bị mắc căn bệnh lạ và liên tục thổ huyết. Nam chính liền giao lại nhiệm vụ ở đây cho đồng đội rồi nhanh chóng phi xe về trại giam. Lúc này Lee Chun cũng đã đến chỗ cậu ấm. Anh đã có cố kéo dài thời gian để hỏi hắn về cái chết của bố mình. Lee Chun nghĩ đằng nào thằng em mình cũng xuống suối vàng nên đã nói sự thật cho cậu biết rằng chính tao là người đã giết bố đấy, còn giờ sẽ đến lượt mày. Vừa nói xong, Lee Chun đã rút chiếc kim tiêm ra chuẩn bị sát hại cậu ấm. Tuy nhiên, cậu lại vô cùng đắc ý mà cười lớn vì những hành động của hắn đã bị camera quay lại, cơ mà tên Lee Chun chẳng hề run sợ mà đáp trả. Chú còn non và xanh lắm. Vừa dứt lời, hắn đã tiêm thuốc lên người cậu ấm, khiến cơ thể của anh không ngừng co giật. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao lại không có ai tới đây vậy? Cũng may mà Nayi đã cài sẵn cho cậu ấm chiếc máy nghe lén nên anh cũng nghe được chuyện rồi liên lạc với đồng đội. Cơ mà mọi người ở đây đang quan sát camera thì vẫn chưa thấy Lee Chun xuất hiện. Hóa ra là hắn ta đã chèn camera bằng một đoạn video cũ nên họ mới không nhận ra. Cả nhóm ngay lập tức chạy đến hiện trường. Nam chính cũng cấp tốc quay lại đó, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cậu ấm đã bị chết não và có thể hôn mê suốt cuộc đời. Còn tên Lee Chun lại đến khiêu khích Nayi. Trước sự tức giận của nam chính, hắn đã tuyên bố sẽ đè bẹp tất cả những kẻ dám chống lại hắn. Nayi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, dù cho anh đã cố gắng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn bị kẻ thù vượt mặt, còn làm hại đến những người xung quanh mình. Chẳng lẽ muốn trừng phạt kẻ xấu lại khó đến thế sao? Hanso cũng đến động viên an ủi anh, Nayi cũng đến xin lỗi bà Mo vì những chuyện xảy ra với cậu ấm. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải giữ tinh thần để đánh bại kẻ thù. Giờ là lúc ta cần sự đoàn kết của nhau, nên nam chính đã tập hợp anh Sun, Công Tố Dung và tất cả mọi người lại để lên kế hoạch cuối cùng cho cuộc chiến. Từ giờ chúng ta hãy bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau để chung tay tạo nên một liên minh công lý. Ngay tối hôm đó, Nayi đã trực tiếp đến gặp Lee Chun để nói chuyện. Lúc này hắn ta nghĩ rằng mình đã có mọi thứ trong tay, oai như cóc ghẻ là thế. Nhưng nam chính đột nhiên tâm bốc hắn lên, để cho Lee Chun càng thêm kiêu ngạo. Còn về phía Công Tố Dung, anh và các đồng đội đang cố gắng xâm nhập vào chỗ ở của Lee Chun, cơ mà bọn cận vệ nhất quyết không để bên công tố bước qua. Không còn cách nào khác, anh đành phải dùng bạo lực để đi tiếp. Lee Chun vẫn đang nhởn nhơ với nam chính. Nayi lợi dụng lúc hắn không để ý rồi nhanh tay tiêm cho hắn một liều thuốc vào cổ, khiến bệnh tình của hắn trở nên tái phát. Lee Chun ngỡ rằng lần này mình sẽ đi đời nên đã cầm con dao tính đâm chết nam chính. Nayi cố gắng di chuyển mũi dao xuống dưới phần bụng bên phải để tránh bị mất máu nhiều. Đội y tế ngay lập tức đến đó để cứu cả hai. Hóa ra đây chính là kế hoạch của Nayi. Anh đã cố tình tiêm cho hắn chất ketamine để khiến cơ thể co giật nhưng vẫn đảm bảo hắn còn thở. Nam chính biết kiểu gì Lee Chun sẽ tấn công lại mình nên cố gắng để mũi dao xuống dưới phần ít tổn thương nhất. Sau đó Công Tố Dung sẽ ập vào để bắt quả tang Lee Chun vì tội cố ý mưu sát người khác. Thế là hắn ta được tặng một vé vào nhà đá bóc lịch. Nhưng kẻ quyền lực như Lee Chun đâu có bị đánh bại dễ dàng như vậy được. Luật sư của hắn đã tìm cách để đưa thân chủ ra ngoài vì Lee Chun bị buộc tội mưu sát nam chính. Nhưng Nayi giờ đã hồi phục hoàn toàn nên lệnh bắt giữ đã bị bác bỏ và Lee Chun đã được thả ra ngay sau đó. Nhưng hắn không biết được rằng mọi chuyện đang nằm trong kế hoạch của nam chính. Ngày hôm sau, cuộc họp cổ đông cuối cùng đã diễn ra. Hai ứng cử viên tranh chức chủ tịch tập đoàn là bà Mo và Lee Chun đã có mặt. Tuy nhiên cuộc họp chuẩn bị diễn ra thì Nayi lại bất ngờ đưa cậu ấm đến. Không hiểu sao anh lại mang người bị hôn mê tới đây. Nam chính ngay lập tức phơi bày các tội ác của Lee Chun tại đây bằng những bằng chứng mà anh và các đồng đội đã thu thập được từ trước. Thứ quan trọng nhất chính là bản ghi âm quay lại đoạn hội thoại của hắn và cậu ấm. Nội dung trong đó nói về việc Lee Chun thừa nhận mình đã giết cố chủ tịch và tiếp đến sẽ trừ khử cả cậu ấm. Cơ mà hắn ta lại nói rằng mấy đoạn ghi âm này có thể làm giả bất cứ lúc nào. Làm gì có ai chứng minh là tôi sát hại em trai mình đâu. Điều không ngờ là cậu ấm lúc này đột nhiên tỉnh lại. Hóa ra trước lúc Lee Chun đến sát hại anh, thì nam chính đã đưa một liều thuốc giải để cậu ấm tiêm vào người trước. Họ cứ giả vờ như cậu ấm đã bị chết não. Khi bà Mo biết con trai đã tỉnh lại thì vô cùng vui mừng. Giờ chứng cứ đã rõ ràng, tên Lee Chun ngay lập tức bị kết án. Chứng kiến cảnh mất mọi thứ trong tay, hắn ta đã sốc đến nỗi phát bệnh. Kẻ làm điều xấu cuối cùng cũng bị trừng phạt. Còn Công Tố Dung đã giúp cô được giải oan. Vài ngày nữa cô ấy sẽ được phúc thẩm và được thả tự do. Cặp đôi này có mối nhân duyên vô cùng ngộ nghĩnh. Sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc, bà Mo đã trở thành người kế nhiệm của tập đoàn. Còn anh Sun và Nayi đều được làm việc ở bệnh viện Tê Cang. Hanso và cậu em trai cũng đã đoàn tụ và sống một cuộc sống hạnh phúc. Người ta thường nói ở hiền thì gặp lành, ác giả ác báo, kẻ làm điều xấu thì luôn phải nhận quả báo. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.